Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban chỉ đạo đề án thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới do Chủ tịch Hội đông y Việt Nam, Thường trực Ban chỉ đạo Đầu Xuân Cảnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra khảo sát việc thực hiện chỉ thị số 24 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo tỉnh ủy, để cụ thể hóa chỉ thị 24 của Trung ương, kế hoạch 37 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trong 15 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để phát triển nền đông y và hội đông y cả cấp. Ngành y tế đã tổ chức nhiều hội nghị học tập quán triệt chỉ thị 24, kế hoạch 37 cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của ngành, của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để phát triển công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, đẩy mạnh việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị. Tỷ lệ khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trên tổng số khám chữa bệnh chung của tuyến tỉnh đạt 19,8%. Trường Đại học Y Dược Đại học Huế và Trường Cao đẳng Y tế Huế thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực về đông y. Ngoài ra, tỉnh chú trọng đến công tác nuôi trồng và khai thác dược liệu, nghiên cứu sưu tầm và phát triển các bài thuốc, loại thuốc quý hiếm. Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh đông y dược tư nhân không ngừng phát triển. Hệ thống tổ chức hội đông y được tổ chức ở cả ba cấp. Số lượng hội viên hội đông y hiện nay là 526 hội viên. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đầu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội đông y Việt Nam, trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thừa Thiên Huế trong 15 năm thực hiện chỉ thị số 24. Nhiều kết quả tiêu biểu vững chắc khẳng định vai trò vị thế của y dược học cổ truyền trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển nền đông y và hội đông y, tìm cách tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc hiện nay. Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát thực tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà về thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.